Sau thành công của lễ hội lần thứ nhất năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội quảng bá và nếm thử cà phê 2015 đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm nông nghiệp Việt Nam. Lễ hội do Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm nông trường cà phê. Lễ hội là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực nhằm giới thiệu quảng bá các thương hiệu cà phê uy tín, chất lượng, an toàn của Việt Nam với người tiêu dùng trong nước và quốc tế, qua đó góp phần kích cầu thúc đẩy sự phát triển của ngành. Phát biểu khai mạc, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam khẳng định, từ lâu cà phê đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, mỗi năm mang về cho đất nước hàng tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới. Sản phẩm cà phê của Việt Nam đã có mặt khắp năm châu, được bạn bè quốc tế biết đến thông qua nhiều thương hiệu nổi tiếng như Vina Cà phê, Cà phê Trung Nguyên, Cà phê Mê Trang v.v. Thưởng thức cà phê đã trở thành thói quen, nét văn hóa, giải trí của mọi tầng lớp dân cư từ Nam ra Bắc. Bên cạnh lễ hội nếm thử cà phê, các doanh nghiệp cà phê uy tín của Việt Nam còn tham gia hội chợ trưng bày sản phẩm nhằm quảng bá các doanh nghiệp chế biến, nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam, đồng thời giới thiệu tới đông đảo người tiêu dùng và người yêu thích cà phê những hương vị đặc biệt của cà phê Việt như Mê Trang, Minh Tiến, Thái Hòa, Thái An v.v. cùng với các thương hiệu cà phê uy tín trước đó như Trung Nguyên, Vina Cà phê v.v.